Vừa qua tại Hà Nội, Hội chợ và triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường 2023 ENTEC Việt Nam 2023 với chủ đề chuyển dịch năng lượng môi trường bền vững đã được khai mạc. Theo Sở Công Thương Hà Nội, ENTEC Hà Nội qua 14 lần tổ chức luôn mang đến những cơ hội kinh doanh, gặp gỡ, trao đổi, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển thị trường công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường. Hội chợ và triển lãm ENTEC Hà Nội 2023 có quy mô 175 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường, với các hoạt động chính là kết nối kinh doanh, đàm phán ký kết hợp đồng, hội thảo chuyên ngành năng lượng môi trường, chương trình quảng bá về giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Với 65% là các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ, ENTEC Hà Nội năm nay đã nâng tầm đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, môi trường.